Xin chào các bạn. Hiện mình đang ở nhà bạn Nguyễn Luyến. Bạn chuyên làm hoa tươi, cháp cưới hỏi. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với bạn Luyến. Chắc chắn đảm bảo các bạn sẽ có được sự ưng ý hài lòng nhất. Và bạn Luyến là một trong những khách hàng của mình mà đã ra trải nghiệm sản phẩm sử dụng cốc kinh nguyệt. Thì mình mời các bạn hãy nghe lắng nghe chia sẻ của bạn đấy về cái sản phẩm này. Xin mời các bạn. Thật ra thì trước kia thì là mình chưa biết đến sản phẩm cốc cửa sa này, thì bên mình có sử dụng là băng vệ sinh nhưng mà cảm thấy nó rất là khó chịu, ẩm ướt. Nhưng sau khi được chị Dung này tư vấn thì dùng cốc cửa sa, đầu tiên thì mình cũng rất là ngại ngùng trong cái việc nhìn thấy cái cốc vì nó lại to thế mà đưa vào cửa, mình không biết là đưa cái kiểu gì. Nhưng mà sau khi sử dụng thì lần đầu tiên mình cũng đã sử dụng là ăn ý ngay và đã cảm thấy rất là thoải mái. Khi dùng có những lúc mình dùng còn cảm giác như là không phải đến ngày bị đèn đỏ, cảm giác rất là thoải mái, tự tin. Và đi kể cả như đi đền chùa, đi tắm biển này, đi lễ hội ấy, các thứ là mình cũng cảm thấy như là nó sạch sẽ hơn, khô thoáng hơn, không ẩm ướt và không bị khó chịu, không ngứa ngáy gì như khi sử dụng băng vệ sinh nữa. Thế thì người có lời khuyên nào cho các chị em hay không? Thì thật sự là mình cũng đã trải nghiệm và cũng đã biết được là cái tác dụng của cái cốc cửa sa này, và cũng thấy là sử dụng nó rất là có ích cho các chị em trong ngày đèn đỏ. Thì mình cũng khuyên các chị em là chưa dùng thì hãy thử dùng một lần cho biết. Thế mà thật sự là nếu mà không dùng mà mọi người chưa dùng thì thật sự là rất là đáng tiếc, cho khi là không dùng không biết tới đến cái cốc cửa sa. Thì mình cũng nghĩ là trong cái ngày tới đây thì sẽ có rất là nhiều người sẽ sử dụng cốc cửa sa giống như mình, và mình đã trải nghiệm và cũng đã rất là cảm thấy là có một sự giải thoát, là băng vệ sinh rất là thành công trong cái công cuộc cái ngày đèn đỏ của chị em phụ nữ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Nguyễn là một trong những cái khách hàng mà mình có tư vấn từ cách đây hơn 2 năm. Gần 3 năm rồi ấy, nhưng mà sợ như tất cả các bạn khác thôi, nhiều nỗi sợ và không dám sử dụng. Cho đến cách đây hơn 1 năm thì bạn quyết định là sẽ trải nghiệm, và mình là người hướng dẫn trực tiếp, và mình đã chờ đợi trong cái sự rất là hồi hộp và lo lắng xem là bạn sử dụng lần đầu như thế nào. Thì thật sự là quá là bất ngờ vì là bạn sử dụng lần đầu rất là ổn và thao tác thì rất là nhanh. Và từ đấy thì chiếc cốc nguyệt sa này bạn trong tất cả các cái cuộc vui của bạn mà đi chơi xa bạn đều mang đi và bạn rất là hài lòng. Thì mình hy vọng là với cái chia sẻ của bạn ngày hôm nay ấy, sẽ giúp các chị em sẽ gạt bỏ được cái nỗi sợ, cái nỗi lo lắng mà chị em đang phân vân khi là sử dụng cốc kinh nguyệt. Thì chúc tất cả các chị em là sẽ dám vượt qua nỗi sợ của bản thân mình để sử dụng cốc nguyệt sa. Xin chào các bạn. Và tiếp sau đây sẽ là một cảm nhận khác của một bạn khách mà đã sử dụng trải nghiệm cốc kinh nguyệt. Thì xin mời các bạn lắng nghe. Xin chào các bạn, mình tên là Huê. Hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn một chút về cái cốc nguyệt sa này. Là cũng là thực sự là mình cũng đã sử dụng thử cái những lần trước ấy, mình cũng đã sử dụng rồi nhưng mà thực sự là thất bại, bởi vì là mình chưa biết cách để thao tác cái cốc đấy nó nhuần nhuyễn, nên là mình đã bỏ cuộc. Và sau cái thời gian đấy là mình thấy là trời mùa hè thì rất là nóng, mà khi đó mình thì cái lượng kinh nguyệt của mình nó rất là nhiều, mà mình dùng băng thì mình thấy là quá bí bách và khó chịu, nên là mình đã quyết tâm sử dụng lại. Và lần này mình sử dụng lại thì là mình đã sử dụng thành công, và mình thấy là quá là kiểu thế nào nhỉ, miêu tả như nào nhỉ, cảm giác của mình đem lại như thế nào cho mình. Quá là mỹ mãn luôn. Nếu như mà các bạn mà kiểu sợ ấy, thì các bạn cứ hãy thử sử dụng một lần xem, vì là mình thấy là cái cốc này là khi mà người ta giới thiệu ấy, thì mình nghĩ là cũng không mang lại cái kết quả như là mình mong muốn ấy, nhưng mà khi mà mình sử dụng rồi thì mình thấy là quá cả cái sự mong muốn của mình, nên là đấy là bản thân của mình nghĩ như thế thôi. Còn đâu mọi người thì mọi người chưa sử dụng bao giờ ấy, thì mọi người hãy thử sử dụng một lần xem các vị
các bạn sẽ thấy là trong cái chu kỳ của mình ấy, nó hoàn hảo, nó không có một cái hiện tượng gì cả. Đặc biệt là các bạn mà muốn đi du lịch ấy, hay là đi đâu ấy, thì các bạn vô tư, không phải lo nghĩ gì cả. Bởi vì cái này mình thấy cả tắm biển, bọn mình vẫn sử dụng bình thường và xuống biển tắm vô tư không vấn đề gì. Nhưng mà khi dùng băng ấy thì thứ nhất là nó chu kỳ của mình nó lại bị nhiều, và khi mà sử dụng băng ấy là không thể nào đi du lịch xa được. Nên là các bạn là xem cái chia sẻ của mình ấy, thì các bạn hãy thử sử dụng một lần xem. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Thì như các bạn thấy đấy, như bạn Huy có chia sẻ thì không phải là ai cũng dùng ngon ngay lần đầu tiên, đúng không ạ? Bạn cũng chính là người cũng đã gặp vấn đề từ cái kỳ đầu tiên, vì do là thao tác chưa chuẩn nên là bạn dẫn đến rất là sợ và bạn đã không dám sử dụng nữa. Nhưng mà sau đấy dùng băng vệ sinh quá là nóng bí nên là bạn đã quyết tâm là dùng lại và bạn đã thành công. Thế vậy thì mình mong là khi các bạn nghe được cái chia sẻ này ấy, thì bạn nào mà đã sử dụng cốc Nguyệt San mà cũng gặp vấn đề ngay từ lần đầu ấy, thì các bạn hãy kiên trì để trải nghiệm tiếp nhé. Và chắc chắn là các bạn sẽ có những cái chu kỳ thoải mái tuyệt vời với cốc Nguyệt San. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.